Vâng anh em, hôm nay là chủ nhật. Đúng ra thì không đi đâu, thì xong rồi lại đi. Bởi vì hôm trước mới đi xong. Này giới thiệu quá nhiều rồi. Quay đến đây cho vui vậy. Không cần nói gì nữa anh em cũng biết.
Vâng anh em, quán xin là đây này. Đây vào tôi xem cái bộ cần câu của tôi. Ở đây hai cái này. Cái cần tôi hay mang đi câu 4 mét rưỡi cần kít đi. Cả cần cả cước cả máy luôn. Hôm trước đi câu về thì dựng đầu bờ để quay xe. Thế là loanh quanh quay xe xong thì không cầm về. Thế là phi thẳng về luôn. Hôm nay đi câu đây thì mới nhớ ra đây mất rồi. Thế là loanh quanh hôm trước đi ra hồ câu vứt luôn ở hồ rồi. Đến hôm nay là mấy hôm rồi thì làm gì còn, chắc chắn là mất rồi. Hôm trước hôm sau đã khó rồi, đến sáng hôm sau hôm đấy mà sáng hôm sau ra sớm thì may ra thì còn còn chứ còn thôi xong mất cả cần cả máy cả cước luôn, tất tần tật. Thôi nhẹ nhàng làm cái hơn cũ, đen thật đấy anh em. Hôm nay làm mồi thửa thêm cả lăng xê này, lăng xê dính cá rồi nhưng mà chủ hồ vừa đây xong tôi không lôi. Đấy, anh em xem này. Đấy, dính cá rồi, không biết là con gì. Thôi, chủ hồ đang về rồi. Chờ cho về qua tí thì tôi lôi. Thấy máy kêu từ nãy cơ nhưng mà không 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 dám ra lôi, chủ hồ nó vừa đây. Cái mồi lăng xê băm băm chặt chặt ở trong chậu này. Đây là dính hàng rồi. Chờ cho chủ hộ nó về. Đây, một một lục một lăng xê. Kiểu gì hôm nay cũng phải chống bom. Lục này chỉ bỏ ra đánh hú họa thôi. Đây tôi vừa ném thính xong rồi anh em. Hôm trước đi đen quá mất quên mất luôn cả ấy. Mất cần câu này, hôm nay lấy cái cần của thằng của em. Đây, lấy cần thằng của em đi. Đồ thì đồ của tôi, mồi mồi của tôi. Lăng xê thì cũng lăng xê của tôi. Này sóng gió khó câu lắm. Chỉ có anh lăng xê thôi, lăng xê nó dính rồi nhưng mà chủ hồ nó kia kìa, đang đi ở bên kia kìa. Đấy, cái bà đội nón kìa. Đấy, chờ cho bà đi về khuất đi, tôi lôi con cá lăng xê lên, không biết được con gì. Nhưng mà ít đấy, chứ chắc cũng phải bằng bàn tay. Bởi vì hồ này có 100 nghìn ngồi cả. Như anh em ấy được cá đấy, đấy, máy nó lại kéo sốt ruột quá. Mãi bà kia bà chưa về, bà vẫn đang đi ở bờ hồ anh em ạ. Tôi chờ, vừa ném thính xong bà ơi. Vừa ném thính xong được khoảng tầm 15 phút, lăng xê cũng thế. Lăng xê hôm nay đóng sớm này, đã đóng rồi. Em mẹ chủ hồ nó ra cái chỗ đi, chủ hồ đi cùng ở cái chỗ ông áo trắng này. Rồi đóng cổng rồi, ok. Rồi tôi để điện thoại đây, tôi lôi xem được con gì. Rồi vẫn bật đèn là flash đây.
vừa dòng vừa quay. Dù phi giờ đéo mà nặng nữa này. Sao lại nặng này, dù phi nhìn như kiểu dù phi con mà nặng thế. Gì này. Cá trôi nằm ngang ngày nào nặng thế. Ok. Đấy, lăng xê lại dính rồi. Đéo biết con gì. Nhỏ à? Rút phi à? Đéo lôi xanh chạch nha. Ôi giời. Vừa đóng bong cái vảy to quá. Đâu đây? Vảy chép anh em này. Đấy. So sánh ngón tay này, vậy chép. Hồ câu 100.000. Tiếc đứt ruột. Hè thật. Tay đóng không? Bong rồi sao ấy? Đi con mẹ mày. Cái lồn. Một quả này đi con mẹ. Bật mạnh quay lưỡi đấy. Trung quy vào miệng hết nhỉ. Nó mút xốp. Thả đi. Không phong nổi. Hạ cần chỗ, hạ cần chỗ. Là dính cá rồi. Coi mà xem nào, đẹp trai nào.
Mày anh hạ thấp cần em quay đầu cần đi, cần cao quá. Chọn tôi về đóng ba lưỡi vào mồm vào vây luôn. Còn mỗi một lưỡi vào miệng đi. Ba lưỡi vào một con mồm, đóng vào miệng này thì vỡ mồm. Hai cô em nó cầm cần nó ngồi tập công mà ngồi trông lăng xê. Còn nó là về thẳng cái cột cả nó hơi lệch tí nhưng mà không sao, ổ to mà xốp vẫn nổi cả bên tay phải đấy. Quyền lúc vừa cái vừa Vân đi ra đây thu tiền. Cái máy câu này nó kéo cho bái cứ đi. Ông sư huynh đã xuống đây rồi, anh không câu à? Câu xong rồi hả? À? Hải đang câu à? Bảy con rồi mày ăn hết rồi. Mang mùa lá chè vô. Mẹ ông đây mất một con to anh ạ. Này đang ngồi đây vẩy ra cái lục cơ, cái này ngồi nó giật phát bay trong đây em ra túm cần nó lôi cho mất đi mày. Ra thì ra cái lăng xê thì nó bong mất rồi. Đấy, ông anh vừa mang cho thêm cục mồi. Kìa, trong túi kìa, làm gì? Đổi với thằng câu được hai con chép vàng. Đúng rồi. Phải mua là đều bán thôi, anh có cá, anh câu được cá, anh đổi cho em. Bán hai con trôi nhỏ à? Kéo xích từ đây về lấy chết sao được? Bảy con à.
Ai vào sao chặt lắm. To đấy, cần công đấy, lại dính con thứ tư ở lăng xê. To thì gõ vừa vừa đấy, không có là nó quải lưỡi lưỡi bé. Ui giờ ông em lên sóng truyền hình tươi mát, rúi cần nhìn nhìn đâu không thấy cong mấy nhỉ. Ừ đấy, cong, cong ác, vít thì cong ác. To đấy, có vẻ to đấy. Kìa, uổng vít ngoài kia kìa. 5 cân. Cái này chắc phải vật rồi. Lăng xê lại dính rồi. Nhớ đâu, đây. Đây có cọc này. Đây có cái cây đổ đây. Vít ra đây. Ui, trời đóng mồm. Trời con đóng mồm đi. Thế đeo nó con này chạy ác thế nhỉ. Cầu mẹ lên khóa máy và cầu cụ lên. Ngoài đấy. Ở cầu đi. Gì đặc thế? Ôi trời, làm phát ba lưỡi thế này thì có mà chạy vào. Chạy đấy, cẩn thận. Đóng rồi à? Ngoắc một tí vào đây. Đây, thôi đưa đưa đây cứ. Trôi chắc chắn rồi. Thì máy nó kéo căng này, này kéo kéo à. Chạy đường nào đấy? Mẹ tiên sư lục chả dính cái nào. Con xe dính được con thứ ba rồi. Nửa tiếng đồng hồ. Em không cần giật giật đâu, chỉ cần lôi thôi. Chắc trôi trôi con rồi. Lại dính trôi con rồi. Cần cong tít lo. Như đúng rồi. Vào gỗ đây rồi trôi con biết ngay. Này nhấc thẳng.